Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Hòa Bình. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7, có phóng sự Lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Hòa Bình vì cuộc sống bình yên. Nga nêu điều kiện để quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã tổ chức gần 210.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 18 triệu lượt người, phát miễn phí trên 18 triệu tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực. Ban hành 5 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó đã công bố công khai đối với 99 thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu toàn ngành tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 54 nhóm nhiệm vụ cụ thể năm 2023, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tránh lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, dự thảo quy định này là cần thiết để thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới trong Đảng, khó định lượng căn cứ dấu hiệu. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh thành ủy tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung trong dự thảo quy định, nhất là về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, căn cứ tạm đình chỉ, thẩm quyền trách nhiệm, thời hạn quy trình để Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, tham gia thảo luận, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với dự thảo quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và góp ý bổ sung hoàn thiện một số điều khoản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu trên tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, dân chủ. Thời gian tới, bộ phận soạn thảo sẽ tiếp thu nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo quy định của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 20 tháng 7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra khu vực công ty Thủy điện Hòa Bình, kiểm tra tình hình mực nước hồ Hòa Bình, dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Từ đầu năm 2023 đến nay, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh ước khoảng trên 4,4 tỷ đồng, trong đó 18 hộ bị thiệt hại về nhà ở, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, một số công trình thủy lợi, công trình công cộng bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 234 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao, 21 điểm thường xuyên bị lũ ống lũ quét, 70 điểm thường xuyên bị ngập úng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền cảnh báo thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các bộ ngành trung ương hỗ trợ kinh phí nâng cấp phục hồi các công trình công cộng bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai, tiếp tục xuất cấp vật tư dự trữ phù hợp phục vụ phòng chống thiên tai tại tỉnh để ứng phó với thiên tai năm 2023, hỗ trợ kinh phí để lắp đặt các trạm quan sát sạt lở, trượt lở, hệ thống cảnh báo trượt lở cho các khu vực trọng điểm sạt lở, lũ quét, lũ ống trên địa bàn tỉnh. Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hòa Bình trong công tác phòng chống thiên tai. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục và cần chủ động các phương án ứng phó trên tinh thần thích ứng, linh hoạt, xử lý nhanh. Tỉnh Hòa Bình cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa, chủ động cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Công ty Thủy điện Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh, ra soát xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập thủy điện, cũng như an toàn cho người dân vùng hạ lưu sông Đà. Tiếp tục lồng ghép các chương trình dự án để bố trí ổn định dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập úng, bị ảnh hưởng do thiên tai. Ngày 20 tháng 7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389, đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 415 vụ, bằng 146,64% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế trên 10,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu trong kỳ 334 triệu đồng. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều khó khăn, chủ yếu là trong kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, cần tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị, thời gian tới công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục cần sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh đối với các lĩnh vực nông lâm nghiệp, lương thực thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành nộp thuế, kiểm soát việc bán hàng đa cấp online, thực phẩm chức năng nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng. Nhân dịp này, một tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ngày 20 tháng 7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ cấp tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Hiện nay, mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ được triển khai và làm điểm ở 3 cấp: cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, cấp huyện, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, và cấp xã là tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Đến nay, mô hình điểm cấp huyện đã được ra mắt và đi vào hoạt động. 8 trên 10 huyện thành phố đã ra mắt mô hình tại địa phương. Riêng huyện Lạc Sơn và Tân Lạc đã triển khai đưa vào thực hiện mô hình từ năm 2022. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, việc triển khai mô hình góp phần nâng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của công chức viên chức. Từ tháng 6 đến nay đã lấy hơn 120 phiếu khảo sát đánh giá. Tất cả các phiếu đều đánh giá ở mức hài lòng, rất hài lòng, không có đánh giá ở mức thấp. 100% công chức viên chức ký cam kết thực hiện 5 biết 3 không, 4 thể hiện. Các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình quy định. Việc triển khai mô hình nhằm hướng đến nền hành chính minh bạch hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an Nhân dân Việt Nam, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh đã ra sức thi đua, học tập,
đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2023. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình quốc gia phòng chống ma túy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước và địa phương, chủ động phòng ngừa và tấn công truy quét tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, góp phần tạo môi trường chính trị xã hội ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian vừa qua thì tình hình đảm bảo an ninh trật tự bản xã là tương đối tốt, có vai trò đóng góp quan trọng của lực lượng công an xã, và đặc biệt là các đồng chí công an xã được đưa về chính quy thì các đồng chí là thực hiện phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh là thực hiện tốt cái đã đảm bảo cái an ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Do đặc thù công tác thường xuyên đương đầu với tội phạm hoạt động tinh vi, công an tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị là yếu tố then chốt, để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành và của lực lượng, để hun đúc thêm ý chí, niềm tin và bản lĩnh trong chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tích cực thực hiện các phong trào thi đua, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong thời gian tới thì nhiệm vụ đấu tranh với loại tội phạm này sẽ càng vất vả và khó khăn hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ tập trung, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ không ngừng nâng cao năng lực, trình độ và đặc biệt hơn nữa là rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Phấn đấu tham mưu có hiệu quả cho ban đốc công an tỉnh đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này theo phương châm là phòng ngừa là chính, chủ động lâu dài, đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên và cấp bách. Xử lý vụ án vụ việc theo phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực. Lực lượng cảnh sát nhân dân đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo các tuyến địa bàn trọng điểm, qua đó đã kiểm soát và kiềm chế được tình hình phức tạp, nhiều chuyên án vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy được khám phá. Từ năm 2020 đến nay, trung bình hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá các loại án của lực lượng công an tỉnh đạt trên 90%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%, bắt, vận động đầu thú, thanh loại 89 đối tượng truy nã. Trong thời gian tới thì Công an tỉnh Hòa Bình tập trung tham mưu phê duyệt cái đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá các cái đường dây ổ nhóm tội phạm hình sự, đẩy nhanh tiến độ điều tra các cái vụ án đang thụ lý, nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố điều tra xử lý tội phạm và tăng cường cái công tác truy bắt, xác minh truy bắt đối tượng truy nã. Phát huy truyền thống 61 năm anh hùng đầy tự hào, lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đi đầu trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, tỉnh Hòa Bình tập trung giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Nguy cơ đuối nước khi tắm sông Đà. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng 6 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với trung bình cả nước. Cả nước là 30,49%, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân rất thấp, 4%. Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, tỉnh Hòa Bình đang tập trung các giải pháp nhằm giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023,
tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân trên địa bàn tỉnh là 923,3 tỷ đồng, đạt 9% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 17% so với số kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân đạt 19% so với số kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Vốn ngân sách trung ương, vốn trong nước giải ngân đạt 18%. Vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 4%. Vốn nước ngoài ODA giải ngân đạt 12%. Vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giải ngân chỉ đạt 2%. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đạt kết quả rất thấp so với trung bình cả nước. Nguyên nhân được các địa phương đưa ra là do khó khăn về giải phóng mặt bằng. Khó khăn chủ yếu là liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư. Trong đó thì có những cái hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên cũng chưa được kịp thời. Hoặc là kế hoạch vốn của cấp trên giao thì cũng rất là sát đối với cái thời điểm. Trong đó thì có những cái nguồn vốn cũng phải chuyển từ năm 2022 sang. Và quan trọng nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thì cũng có những khó khăn nhất định. Bên cạnh những khó khăn về giải phóng mặt bằng thì vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay là do nguồn thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo. Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, nguồn vốn thu sử dụng đất mới thực hiện đạt 6% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 3% so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân năm 2023 rất thấp, 4%, do số vốn giải ngân của các chương trình chủ yếu thuộc kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2022 sang năm 2023. Thiếu đất đắp cho các công trình, nhất là các công trình giao thông. Ngoài ra, vốn ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 4.650 tỷ đồng chưa được giao chi tiết, vì vậy chưa thể triển khai thực hiện. Để phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã được đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương đang tích cực phát huy vai trò giám sát của các cấp các ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn giám sát cộng đồng của xã chúng tôi đồng phối hợp rất tốt. Từ khi là giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng mà là công tác khởi công, nghiệm thu các hạng mục công trình giữa ban quản lý dự án chúng tôi là cũng phối hợp rất tốt. Để đạt được 6 tháng cuối năm thì các chủ đầu tư nói riêng và cái hệ thống chính trị từ lãnh đạo cao nhất cho đến các địa phương thì chúng tôi nghĩ rằng cần tập trung tháo gỡ những cái vướng mắc. Cái thứ nhất, cái vướng mắc tập trung vào cái phải ưu tiên thứ nhất vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đó là một cái công việc rất khó khăn, phức tạp, cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục duy trì tổ công tác thúc đẩy giải ngân. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp với các chủ đầu tư để rà soát, nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, nâng cao chất lượng công vụ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là cao điểm mùa hè, thời tiết nóng bức nên nhiều người dân, trong đó có trẻ em, chọn cách tắm sông ở khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình để hạ nhiệt. Tuy nhiên, những thú vui trên luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước xảy ra và thực tế đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian vừa qua, nền nhiệt độ tại thành phố Hòa Bình luôn ở mức cao, tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt. Điều này dẫn đến tình trạng người dân ra sông Đà tắm giải nhiệt. Điều đáng nói, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn tắm tại khu vực được cảnh báo, khiến nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Thực tế cho thấy, trên khu vực sông Đà đoạn qua địa phận thành phố Hòa Bình đã có nhiều vụ đuối nước thương tâm. Đặc biệt là khu vực bãi cát Thịnh Minh thuộc tổ 7 phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình. Mới đây nhất là vụ đuối nước xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 7, làm nạn nhân sinh năm 2006, đang là học sinh lớp 11, trú tại tổ 14 phường Đồng Tiến thành phố Hòa Bình, tử vong. Điều đáng nói, khu vực này hàng năm liên tục có người bị đuối nước.
thương tâm nhất là vào năm 2019 đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 8 em học sinh tử vong, cũng chính tại địa điểm trên. Cái địa điểm này là nó khác với mọi địa điểm khác, là nó có một cái bãi cát thoai thoải bằng đấy, cho nên là nếu mà không vướng cái hủm này mà thì nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà nó có cái hố này, cho nên là nhiều bạn là các nơi khác đến không biết ý, thì là các bạn hay đi lên cái đoạn đấy thì là có khi là khi mà nó cái hố của nó lại không thoai thoải, nó lại theo như là nó rơi xuống đấy là khó ra, khó lên được. Để chấm dứt tình trạng tắm sông Đà tại khu vực tổ 7, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Lang đã tăng cường vận động người dân không tắm tại khu vực hạ lưu sông Đà. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với các ngành chức năng cắm biển cảnh báo tại các điểm có xoáy nước, nước sâu, không đảm bảo an toàn, đồng thời rào lối lên xuống ngoài bãi sông. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng tại khu vực trên thì nhiều người vẫn dỡ rào để xuống tắm sông. Một số khác thì di chuyển đi khu vực khác để tắm. Khi lực lượng chức năng xuất hiện vận động không tắm sông thì người dân vẫn thờ ơ, chủ quan. Thời điểm đầu năm thì Ủy ban phường cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bà con nhân dân không tắm đuối nước, cũng như là thực hiện cái việc tuyên truyền bằng hình thức loa công cộng đối với riêng trong địa bàn, và ngoài ra thì các địa bàn lân cận thì Ủy ban phường Thịnh Lang cũng đã có thông báo cảnh báo đến người dân, rồi là cũng cắm biển và cũng cho người túc trực ở ngoài đấy để ngăn cấm cái việc bà con tắm sông. Các cấp chính quyền trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng, ý thức phòng chống đuối nước xảy ra cho các em, tập huấn cho phụ huynh và trẻ em về phòng chống đuối nước, tổ chức cho trẻ học bơi và kỹ năng an toàn môi trường nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vùng có địa hình nhiều sông suối, ao hồ. Để tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước tại các nhà trường và các tổ dân phố. Nhưng tuy nhiên là kết quả thì cũng không được như mong muốn. Nên là chính vì thế cũng rất là mong là cái sự quan tâm, quản lý con em mình của các bậc phụ huynh và đặc biệt là ý thức của các cháu học sinh, các cháu thanh thiếu niên trong những ngày hè hoặc không tự ý vui chơi, vui đùa tại những khu vực ao hồ, sông suối để gây ảnh hưởng đến cái việc đuối nước. Để hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì người lớn cần gương mẫu, không nên đi tắm sông Đà vào những ngày nắng nóng. Các bậc phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở, giáo dục con em mình, trang bị cho các em có những kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn đuối nước. Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Nga vừa cảnh báo sẽ coi bất kỳ con tàu nào đi hoặc đến từ bất kỳ cảng nào của Ukraine là tàu chở hàng quân sự, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nếu tất cả các điều khoản của thỏa thuận được thực hiện. Hơn 1.000 tàu chở ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đã ra khơi kể từ khi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực vào năm ngoái. Các nhà đàm phán đã gia hạn thỏa thuận này 3 lần, nhưng Nga đã từ chối gia hạn thêm. Phía Nga cho rằng các nước phương Tây đã không đáp ứng một số điều kiện, bao gồm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ xem xét nối lại thỏa thuận nếu các yêu cầu của Nga được đáp ứng, trong đó có việc gỡ bỏ trừng phạt đối với việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga, gỡ bỏ mọi trở ngại đối với các ngân hàng Nga cung cấp thực phẩm cho thị trường thế giới, bao gồm việc kết nối với SWIFT. Tổng thống Nga cũng bác bỏ tầm quan trọng toàn cầu của ngũ cốc Ukraine, coi điều này là suy đoán và sai lầm. Ông Putin lý giải, Nga chiếm 20% thị phần lúa mì toàn cầu, trong khi Ukraine chiếm chưa đến 5%. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng thay thế ngũ cốc Ukraine trên thị trường toàn cầu, cả về thương mại và miễn phí, nhất là khi Nga dự kiến có một vụ thu hoạch kỷ lục tiếp theo trong năm nay. Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản vào tháng tới. Hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến sẽ được tổ chức tại trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là sẽ gặp lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản vào ngày 18 tháng 8 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất một hội nghị thượng đỉnh ba bên tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima cách đây 2 tháng. Hội nghị sắp tới là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa ba nước vì các cuộc gặp trước đó diễn ra bên lề các hội nghị thượng đỉnh khác. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại trại David.
Hội nghị diễn ra sau khi Hàn Quốc nối lại chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản và thành lập một nhóm tư vấn hạt nhân mới với Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh với cả hai đối tác trong khu vực trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành nhiều vụ thử tên lửa. Ba nước cũng đang tăng cường các hình thức hợp tác kinh tế và công nghệ song phương cũng như ba bên, xem xét các cách thức thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn, pin và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Đại diện của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ trong những ngày qua đã cùng nhau nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry đã kết thúc 3 ngày thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh. Đặc phái viên Kerry cho biết ông muốn tạo ra một bước đột phá mới nhưng cho rằng để đạt được sự đồng thuận sẽ cần nỗ lực hơn nữa. Trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, ông Kerry cho rằng khủng hoảng khí hậu là một mối đe dọa toàn cầu và nên được coi là một thách thức độc lập. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hàn Chính cho biết sự hợp tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đã đồng ý tăng cường phối hợp thường xuyên trước Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 bắt đầu vào tháng 11 tới. Theo đặc phái viên Kerry, quan chức hai nước sẽ gặp lại nhau trong vài tuần tới để thảo luận về việc loại bỏ dần than đá, giảm lượng khí thải methan và tích hợp năng lượng tái tạo. Cảnh sát New Zealand ngày 20 tháng 7 cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát địa phương cho biết kẻ xả súng đã bị tiêu diệt, đồng thời thông báo rằng vụ việc không phải là nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Vụ xả súng tại một trong những con phố đông đúc ở trung tâm thành phố này xảy ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9. Một số tuyến đường ở Auckland đã bị phong tỏa, các chuyến phà vào thành phố bị hủy, trong khi nhiều tuyến xe buýt phải thay đổi lộ trình. Thủ tướng New Zealand cho biết lễ khai mạc World Cup nữ 2023 vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đồng thời, ông cho biết vụ xả súng là hành động của một cá nhân và không có động cơ chính trị nào trong sự việc này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.